Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cá Coi cùng chuyên mục Thông tin Kinh tế Vĩ mô. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhà cái hàng đầu thế giới, Fed. Trong những tháng gần đây, những cụm từ như lạm phát, tăng lãi suất và đặc biệt là cái tên Fed xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Vậy thì Fed là ai? Và tại sao khi tham gia đầu tư tài chính nói chung hay crypto nói riêng, các bạn cần phải quan tâm nhất cử nhất động của Fed? Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ giải thích chi tiết cho các bạn hiểu rõ hơn về nhà cái số 1 này. Video gồm 4 phần. Phần 1. Fed là gì? Phần 2. Vai trò của Fed. Phần 3. Cơ cấu tổ chức của Fed. Phần 4. Các công cụ điều hành của Fed và tác động của nó lên thị trường tài chính. Được phê duyệt thành lập vào năm 1913, đến nay, Fed được xem là tổ chức tài chính quyền lực nhất thế giới, là nơi duy nhất được phép in tiền đô la Mỹ, USD. Mọi quyết định của Fed không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của riêng Hoa Kỳ, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Fed hiện nay đang là ông Jerome Powell, được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2017. Tiếp theo, chúng ta cùng xem vai trò của Fed là gì. Thông qua các chính sách tiền tệ, Fed sẽ giải quyết 3 vấn đề chính sau. Thứ nhất, tạo việc làm tối đa, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Thứ hai, duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức hợp lý. Và cuối cùng, đảm bảo lãi suất dài hạn ở mức phù hợp. Fed là một cơ quan độc lập. Mọi quyết định của Fed không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào, kể cả chính phủ. Trong cơ cấu điều hành của Fed sẽ gồm 3 tổ chức sau. 1. Là Hội đồng Thống đốc, gồm có 7 thành viên, được Tổng thống và Quốc hội phê chuẩn, có nhiệm kỳ lên tới 14 năm. Đây là bộ phận cao nhất của Fed, chịu trách nhiệm xây dựng và định hướng chính sách tiền tệ, ra soát hoạt động của 12 ngân hàng thành viên. 2. Là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, gọi tắt là FOMC, bao gồm 7 thành viên Hội đồng Thống đốc, một chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York và 4 chủ tịch các ngân hàng thành viên, thay đổi theo từng năm. FOMC chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ mà hội đồng thống đốc đưa ra như ấn định mức lãi suất, tỷ lệ cung tiền mỗi năm. Cuối cùng là 12 ngân hàng dự trữ liên bang thành viên. Fed thông qua 12 ngân hàng này để đưa nguồn cung tiền vào lưu thông trên thị trường nhằm điều tiết thị trường, ổn định nền kinh tế vĩ mô. Fed thường có 3 công cụ chính để bơm tiền hay hút tiền về. Các công cụ này sẽ tác động trực tiếp lên thị trường tài chính, không chỉ ở Mỹ mà còn ở toàn cầu. Chúng ta cùng nhau đi phân tích kỹ hơn nhé. Đầu tiên, một từ khóa mà các bạn sẽ bắt gặp trên khắp các phương tiện truyền thông hiện nay, đó là lãi suất. Đúng vậy, lãi suất chính là công cụ đầu tiên để Fed điều hành chính sách tiền tệ thông qua việc nâng và hạ lãi suất. Khi nền kinh tế gặp khó khăn hay suy thoái, Fed sẽ kích thích tăng trưởng bằng cách hạ lãi suất, khiến chi phí đi vay rẻ hơn. Khi mà tiền trở nên rẻ hơn, mọi người sẽ có khuynh hướng ồ ạt đi vay, rồi đổ tiền vào các kênh tài sản như bất động sản, chứng khoán và cả crypto. Hiện tượng này chúng ta đã được chứng kiến vào năm 2020 và 2021. Đây là thời điểm cực kỳ thăng hoa của kênh đầu tư tài sản. Bất động sản nóng sốt khắp nơi trên thế giới, cổ phiếu các nước đua nhau lập đỉnh và thị trường crypto cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Anh cả đầu tàu Bitcoin đã lập đỉnh cao nhất ở mọi thời đại ở mốc 69.000 đô la và chiều ngược lại khi lãi suất tăng lên, cũng đồng nghĩa với các kênh tài sản sẽ gặp nhiều rủi ro như những gì thị trường đang diễn ra gần đây. Thứ hai, Fed sẽ mua hoặc bán các giấy tờ có giá, thường là trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc. Khi mua trái phiếu, tức là Fed sẽ bơm tiền ra thị trường, khiến nguồn cung tăng lên, từ đó giúp các kênh tài sản cũng sẽ được hưởng lợi tăng giá theo. Và khi bán ra các trái phiếu, có nghĩa là Fed sẽ hút tiền về, lúc này các kênh tài sản sẽ gặp nhiều khó khăn. Thứ ba, Fed sẽ quy định tăng hoặc giảm dự trữ hoặc dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thành viên. Theo quy định, để đảm bảo tính an toàn cho hệ thống ngân hàng, thì cứ mỗi đồng khách hàng gửi vào ngân hàng thì các ngân hàng sẽ phải trích ra một tỷ lệ nhỏ tương ứng gửi lại Fed trước khi dùng số tiền này để cho vay đến khách hàng khác. Đây là một công cụ để Fed điều tiết nguồn cung tiền trên thị trường. Bằng cách giảm dự trữ hoặc dự trữ bắt buộc, các ngân hàng thành viên sẽ phải gửi tiền ở Fed ít hơn, từ đó tăng lượng tiền cung ứng ra ngoài thị trường. Lúc này, đương nhiên kênh tài sản sẽ được hưởng lợi. Ngược lại, tăng dự trữ hoặc dự trữ bắt buộc, các ngân hàng thành viên phải gửi tiền ở Fed nhiều hơn, từ đó giảm lượng tiền cung ứng ra ngoài thị trường và đương nhiên, kênh tài sản sẽ gặp nhiều rủi ro.
vẫn còn thêm một vài công cụ để Fed có thể điều tiết thị trường. Các bạn biết là gì không? Hãy để lại comment để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm. Hy vọng video lần này đã giúp các bạn hiểu rõ về Fed và những tác động của Fed lên thị trường tài chính. Nếu các bạn yêu thích video, hãy like để ủng hộ kênh Cá Coi. Ngoài ra cũng đừng quên subscribe và bật nút chuông thông báo để có thể cập nhật được những video mới nhất từ chúng mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.